Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với DMB Vlog. Và hôm nay tôi, Hiếu Siêu Nhân, sẽ là chủ kênh này. Và hôm nay tôi, cái gì đây, sẽ dẫn các bạn đi gặp một giáo sư rất nổi tiếng. Giáo sư ạ? Cái gì sư ấy? Cái gì sư đấy? Pháp sư. À, pháp sư. Pháp sư của chùa. Chùa gì ấy? Đó, nhưng mà thầy này rất nổi tiếng luôn. Thầy sinh ra ở Nhật Bản. Năm 12 tuổi thầy định cư sang Japan. Năm 16 tuổi thầy về Việt Nam. Năm 19 tuổi thầy về Nhật Bản. Và năm 20 tuổi thầy vẫn ở Nhật Bản. Và đến năm 50 tuổi hiện nay đây, thầy lại về Việt Nam. Đó, và thầy rất nổi tiếng luôn về cái chuyện xem bói toán. Và thầy có tên là thầy Thắng Thắng. Otokure. Thầy tên là Otokure. Đấy, hôm nay thầy sẽ đến đây và dự đoán cho chúng ta về trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Japan vào ngày nào nhỉ? Vào 6 giờ. Và 6 giờ thôi, nhưng không biết ngày nào. Ngày thứ 5. Ngày thứ 5, đó. Rồi, và xin thầy phát biểu và ý kiến. Hello, where are you from? I'm from Japanese. Yeah. Asisto Koda, Maria Ozawa, Suzuki, Kumimi Soa, Kutata Soa, Haita Soku, Ozyarik Zeken. Các bạn hiểu gì không? Tôi sẽ dịch các bạn nhá. Thầy nói là tôi rất hân hạnh được đến đây, tức là đến Việt Nam đây, để dự đoán cho chúng ta biết rằng đội tuyển Việt Nam, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản vào 6 giờ ngày thứ 5 tuần này. Và thầy có một linh vật, đó là em rể men. Em rể men. Để cả mơ cái thằng giận chứng trinh, giận như con cực đấy, như con cụ kẻ ấy. Đấy. Thầy, đấy, thầy nói tiếng Việt không sõi các bạn. Để tôi dịch cho các bạn nhá. Dịch đến đâu rồi? Ông biệt. À, tức là biết. Thầy biết rồi. Thầy dự đoán là đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng vào thứ 5, lúc 6 giờ vào ngày thứ 5 sẽ chiến thắng đội tuyển Nhật Bản. Hiểu Siêu Nhân chẳng biết cái ẻo gì các bạn ạ. Hôm nay tôi đại diện cho những thầy pháp sư nổi tiếng ở Nhật Bản đến đây dự đoán cho các bạn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Hiểu không? Nước ta giống với nước Lào, có cái cổng để đi vào đi ra. Nước Lào giống với nước ta, cái cộng là để đi ra đi vào. Và hôm nay đến đây chúc mừng bắt tay với Hiếu Siêu Nhân. Và tôi sẽ làm một cái linh vật nổi tiếng, đó chính là con rể men phiêu lưu ký gắn liền với Tố Hoài, một trong nhà văn nổi tiếng của người Nhật. No, người Việt Nam. Yeah. Và hôm nay tôi sẽ cho rể men để dự đoán. Trên đây là cái thần cúng này. Tôi này, tôi gật ghét bọn Nhật Bản nhé. Tôi lại thích cái đội Việt Nam đấy, nó đá nhất là cái thằng Cống Phượng ấy. Nhưng mà tôi yêu nhất cái thằng Bạc Hàng Xeo ấy. Ông Bạc Hàng Xeo ấy, thích lắm. Yêu, nhá. Sao đơ thế? Tôi không dẫn chương trình. Ôi, tôi xin lỗi. Tôi không dẫn tiếng trình à. Như vậy là Hiếu Siêu Nhân đã bỏ ghê rồi. Và thưa các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục dự đoán chương trình bóng đá đối với giải ASEAN năm 2019. Thật là bất ngờ và tuyệt vời khi đội tuyển Việt Nam của các bạn đã lọt vào trận tứ kết và đứng 8 đội mạnh nhất của châu Á hôm nay. Và tôi đây xin giới thiệu các bạn, đây là chú rể men. Đó, các bạn quay lại đây xem, đúng chú rể men đấy. Đó. Và hôm nay tôi sẽ dự đoán trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản ngày thứ 5 tới. Chưa? Và để cho công bằng thì tôi chuẩn bị hai sân vận chuẩn bị một sân vận động, một bên là Việt Nam, một bên Nhật Bản, thấy chưa?
nếu mà con dế men này mà sang con Nhật Bản thì ông đập cho bẹt dế mày luôn nhá. Nếu mà sang Việt Nam thì mày còn sống đấy chứ. Ok, nếu mà sang Nhật Bản này bẹp dí luôn. Tôi nói các bạn như thế không nói nhiều nữa. Tình cảm này con người này là yếu nhất, anh bạt cắng xeo đấy. Ok, và nào không nói nhiều nữa, nào quay vào đây để thầy phán. Nào án Bali bác sĩ Hồng, án Bali bao giờ mà bùm 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 Suzuki, Coca Cola, rồi Pepsi, rồi Tokuda, Ozawa, Maria Ozawa, rồi là Tokuda, rồi là Cú Mỹ Mỹ xóa, Cú Tá Tá xóa và Tá Hai Tá xóa Cú. Boom! Như vậy là tôi đã đọc sóng thần chú và bảy rơ là kết quả dự đoán phụ thuộc vào linh vật của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ tôi sẽ thả linh vật ra. Đấy, con linh vật này mà di chuyển về đội nào thì đội đấy chiến thắng. Còn nếu không di chuyển về đội nào thì hai đội hoa và đá penalty. Ok. Chà, tối thì tôi dự đoán đội tuyển Việt Nam mình sẽ là hoa. Và sau đó chiến thắng trên penalty vì cái thằng Văn Lâm ấy, người nó to lắm, body nó đẹp lắm. Được chưa? Và cái đoạn này, thích lắm. Chà, và bây giờ nào, let's go, đợi tí. Vẫn nhắc đi nhắc lại, con rế men này mà mày sáng đội tuyển Nhật Bản, ông đập mày chết luôn nhá. Mày bị ở đội tuyển Việt Nam. 1, 2, 3. Nào, về nào đấy. Rùm 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 rùm. Như vậy là lúc đầu là phần thắng hơi nghiêng nghiêng với Việt Nam và dẫn bóng nhiều hơn nhưng mà chưa thấy ghi bàn. Nào mày viện về bên nào đó. Chắc tao trò mẹ vào đây này. 1, 2, 3. Ôi giời. 1, 2, 3. Đó. Như vậy là dễ đã về đội tuyển Việt Nam rồi. Tôi thử lại lần nữa cho chắc chắn. 1, 2, 3. Đó. Như vậy là dễ men của chúng ta vào đội tuyển Việt Nam lần nữa nhá. 1, 2, 3. Mẹ nó lại ra ngoài chứ cụ nó. Bây giờ mới là dự đoán thật đấy. 1, 2, 3. À, như vậy là con dế của chúng ta đã dự đoán đội tuyển Việt Nam. Như vậy là ngày mai đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ chiến thắng. Ok. Vâng thưa các bạn, vậy là dế mèn của chúng ta đã chạy về đội tuyển Việt Nam. Và tôi cũng tin chắc rằng vào 6 giờ ngày thứ 5. À mà đá sáng hay tối nhỉ? 6 giờ chiều. À chiều. Thế là không có sáng với tối nhỉ? À, 6 giờ chiều. 6 giờ chiều ạ. À, 6 giờ chiều ngày thứ 5, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng đội tuyển Nhật Bản với tỷ số. Thôi, tỷ số mấy không? Thắng rồi là được rồi nhỉ? Thầy nhỉ? Như vậy là đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng. Vậy là đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng. Tôi tin chắc là như vậy. Nếu như các bạn thấy video hay, hãy like, share và comment và ủng hộ cho DMP Vlog. À, thôi thầy phát biểu lốt đi. Vâng, hãy ủng hộ cho DMP Vlog và ủng hộ cho thầy nhá. Các con qua cái việc, các mọi người mà qua cái video này thì nhớ đăng ký like share nhá. Cực kỳ may mắn cho đội tuyển Việt Nam đấy nhá. Và ủng hộ cho cả thần dế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Nó chạy trong Việt Nam. Xin chào. Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Chưa? Mày giới thiệu. Chưa. Trở đi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với DMP Vlog. Và hôm nay Hiếu Siêu Nhân là chủ kênh kìa nhá. Và mời đến đây một pháp sư nổi tiếng chưa? Đến từ Made in Java. Xin lỗi, Japanese viết à Nhật Bản. Xin chào thầy nhá. Yeah, xin chào thầy. Thế là xin chào Hiếu Siêu Nhân. Tokuda Ozawa Maria Ozawa Suzuki Kumimi Soa Kutata Soa hay là Soku. Các bạn có thấy các bạn có hiểu thầy đang nói gì không? Thầy đang nói là tôi rất hân hạnh được chào đón tất cả các đội tuyển Việt Nam và chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vào đội vào một trong những 8 đội mạnh nhất của châu Á trong kỳ ASEAN Cup năm 2019. Ok. Và hôm nay thầy Tokuda và linh vật của mình sẽ dự đoán trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Ok. Được chưa? Nhà bắt đầu. Action. Xin chào tất cả các bạn. Ai chứ? Thank you.
1, 2, 3, action. Máy nhỉ?